Ông ăn nhanh rồi biến ngay cho tôi nhờ, rõ chưa? Tôi quay đây nhá. Quay hết rồi đấy. Cứ vớ vẩn lưu tiêu nhá là con này báo công an ngay, rõ chưa? Câu vớ vẩn lưu tiêu là của tôi mà. Ăn đi. Hoan, tôi hoàn lương rồi. Bọn lưu manh đã phát hiện ra chỗ ở của tôi. Chính vì thế tôi phải về quê thôi. Sốt ruột. Ông đi đâu rồi ông cứ đi nhanh cho tôi nhờ nhá. Không phải báo cáo. Rạch việc. Hôm nay tôi đến đây, tôi xin trả lại hết những cái gì mà tôi chót cầm nhầm của gia đình. Này, cái gì? Kính của bà này. Ôi trời, kính của bà mà ông quan cắt làm cái gì? Gạt tang cỏ này. Ôi thì chết. Cái này là cái hôm sinh nhật ông Vinh đúng không? Vâng, cốc thánh, chén bạc. Giỏi thật, cái này là bà quý lắm đây này. Ê. Ôi, cái này là hôm thượng thọ bà đúng không? Đúng rồi. Còn cái nhẫn đầu hổ nữa. Đấy. Wow. Cái này mà bà biết được thì bà giết ông, rõ chưa? Khổ quá, thì chính vì thế hôm nay tôi phải đến đây tôi trả lại hết mà này. À, còn cái đồng hồ cổ tôi chót bán mất rồi. Cái đồng hồ cổ nó to như thế mà ông vác qua khỏi cái nhà này được. Mà ông lấy những cái này nhá, mất hết tư cách con người đi. Thực ra là tôi lấy những cái đồ này là vì đam mê thôi. Từ bé đến giờ chưa bao giờ con này nghe cái cụm từ nào nó gọi là đam mê ăn cắp vặt cả. Không, không phải là đam mê ăn cắp vặt. Tôi đam mê là đam mê sưu tầm đồ cổ. Biến ngay cho tôi nhờ, nhanh. Hoan, vì Hoan mà tôi thay đổi đấy Hoan ạ. Vì tôi à? Vì Hoan mà tôi hoàn lương đấy Hoan ạ. Tôi đi đây. Nhớ thỉnh thoảng đến thăm con Nhi hộ tôi nhé. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu ban đầu. Một người... Ui! Tôi có lấy gì nữa đâu. Ôi giời, ông làm cái gì đấy? Tôi bảo ông là ở nguyên trên phòng cái Nhi. Ông lang thang xuống đây làm gì? Anh Vinh anh mà về nhá, anh nhìn thấy là tèo cả hai, rõ chưa? Biết rồi. Nhưng mà ở trên phòng buồn lắm. Có mỗi mình như đi tù. Này, tôi cho ông sống nhờ ở đây là tôi đã đặt cược cả cái sự nghiệp của tôi rồi. Đòi hỏi cái gì? Nhưng mà đói. Đói lắm. Thì ăn. Ăn đi. Đưa cái bát tôi sới cho nào. Ăn thử xem là trình độ tay nghề của Hoan nó thế nào. Đấy. Ăn món này này, vừa rán đấy. Cái này là nó ròn hồi ấy. Hoan ạ, từ khi mẹ tôi mất, bây giờ tôi mới được bàn tay phụ nữ chăm sóc như thế này đấy. Vẽ chuyện, ăn đi. Nói thật nhá, ai mà lấy được Hoan ấy, là sướng cả một đời. Thế chứng tỏ đời toàn thằng đen nên tôi mới ế lâu thế này. Ơ, gì đấy? Ăn đi. Tôi cũng đang đen đây. Có ngon không? Ngon chứ. Sao đấy? Cho gió nó đỡ bay. Ngon lắm đấy.
Ừ.